Hoàng Anh rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada trưa thứ năm ngày 30 tháng 5 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, dịch vụ của ngân hàng Bank of Montreal đã được khôi phục trở lại sau khi trung tâm dữ liệu đã ngừng hoạt động do báo cháy các dịch vụ của ngân hàng Montreal đã được khôi phục trở lại vào sáng thứ năm hôm nay sau khi ngừng hoạt động qua đêm do một báo động cháy giả tại một trong các trung tâm dữ liệu của ngân hàng này. Ban ngốc Montreal đã thông báo trên nền tảng X rằng các dịch vụ trực tuyến đã hoạt động trở lại mặc dù một số khách hàng có thể gặp phải tình trạng giao dịch bị chậm trễ. Khách hàng có thể truy cập dịch vụ thông qua các chi nhánh của BMO tại địa phương hoặc là ATM Trục trặc ngừng hoạt động bắt đầu vào tối thứ tư với báo cáo của người dùng về sự gián đoạn tăng vọt trên trang web giám sát Dow Detector. Cả khách hàng Canada và Mỹ đều bị ảnh hưởng. Ngân hàng Banque of Montreal xin lỗi về sự bất tiện này và cảm ơn sự kiên nhẫn của khách hàng. Liên quan đến thời tiết, có nguy cơ mưa và dông bão kéo dài 24 giờ nữa ở vùng Prairies. Người dân các tỉnh vùng Prairies ở các khu vực phía nam sẽ chứng kiến một cơn dông bão khác trong hôm nay với lượng mưa rất cần thiết sẽ hướng đến các khu vực phía bắc. Thời tiết trong thứ năm hôm nay sẽ tiếp tục có mưa và dông bão trên vùng prairies trong bối cảnh một tuần ẩm ướt và không ổn định. ngoài nguy cơ giông bão, lượng mưa bổ sung cũng đang đến với các khu vực dễ bị ảnh hưởng hơn của vùng prairies, bao gồm cả khu vực Fort McMurray của Alberta, một khu vực rất cần mưa trong điều kiện hạn hán và cháy rừng hiện nay. áp suất thấp trên các khu vực phía bắc của vùng prairies sẽ di chuyển dần về phía đông cho đến cuối tuần trước khi di chuyển vào Hudson Bay vào cuối tuần này. Dự kiến là thời tiết sẽ khô hơn trên khắp các khu vực phía nam vào đầu tháng 6, nhưng các khu vực phía bắc thì sẽ tiếp tục chứng kiến lượng mưa đáng kể. Tuy nhiên xu hướng thời tiết khô hơn sẽ lan rộng về phía bắc khi chúng ta bước sang tuần thứ hai của tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng công bố các hợp đồng đào tạo thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la Bộ trưởng Quốc phòng Canada ông Bill Blair đã đến dự triển lãm thương mại công nghiệp quốc phòng lớn nhất đất nước hôm thứ Tư để công bố các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la về huấn luyện và trang bị cho quân đội. Đồng thời, ông cũng phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn về cam kết của Canada đối với mục tiêu chi tiêu của NATO. Bộ trưởng Blair là diễn giả chính của buổi triển lãm Kansas là triển lãm thương mại thường niên của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng và An ninh Canada tại Ottawa. Tại sự kiện này, Ông đã giới thiệu chính sách quốc phòng cập nhật của chính phủ, trong đó đề ra các dự án và mua sắm trị giá 73 tỷ đô la trong 20 năm, bao gồm thêm 8,1 tỷ đô la chi tiêu trong 4 năm tới. Điều đó đưa Canada đến gần hơn với mục tiêu của Liên minh NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng, nhưng vẫn chưa đạt được mức, chỉ vào khoảng mức 1,76% vào năm 2029-2030. Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Blair khẳng định Chính phủ đang đi trên một con đường rất rõ ràng và có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 27% vào năm tới so với năm nay. Dự kiến, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo ở Washington, DC vào tháng 7 với kế hoạch đạt được mức 2%. Dư cư sang Mỹ đạt mức cao nhất trong 10 năm khi hàng chục ngàn người Canada tiến về phía Nam. Theo dữ liệu do CBC News tổng hợp, hàng chục ngàn người Canada đang di cư sang Hoa Kỳ, với số người thu dọn đồ đạc và di chuyển về phía nam đã đạt đến mức chưa từng thấy trong 10 năm trở lên. Không có gì mới về việc người Canada di chuyển về phía nam, Vĩ tuyến 49 vì tình yêu, công việc hoặc là thời tiết ấm hơn, nhưng số liệu mới nhất từ khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) cho thấy, hiện nay thì tỷ lệ này đang ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình trong lịch sử. ACS do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ thực hiện cho biết, số người chuyển từ Canada sang Mỹ đã đạt mức 126.340 người vào năm 2022, tăng gần 70% so với 75.752 người chuyển đến vào năm 2012. Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc do cơ quan thống kê Canada tổng hợp cho thấy, Hoa Kỳ cho đến nay là điểm đến phổ biến nhất của người di cư Canada. Theo số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 800.000 người Canada sống ở Mỹ tính đến năm 2020, gấp 8 lần so với 100.000 người sống ở Anh. Một số nhóm Facebook đã xuất hiện để giúp người Canada khi chuyển đến Mỹ. Một nhóm Facebook có tên là Canadians Moving to Florida and USA, hiện có hơn 55.000 thành viên và đang bổ sung thêm hàng chục thành viên mới mỗi tuần. Các đại lý bất động sản và luật sư nhập cư giúp đỡ người Canada chuyển nhà nói rằng sự gia tăng này một phần là do mong muốn có một cuộc sống hợp túi tiền hơn. Nhưng cũng có những người Canada nói rằng họ đã mất niềm tin vào Canada dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Justin Trudeau và thay vào đó họ muốn theo đuổi giấc mơ Mỹ. Trong khi Mỹ giống như Canada đang vật lộn với lạm phát, chi phí sinh hoạt có thể rẻ hơn ở một số bang. Giá nhà trung bình ở Mỹ thấp hơn ở đây, khoảng 580.700 đô la Canada ở Mỹ so với mức 703.500 đô la ở Canada. Đó là mức thấp hơn 20% sau khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái. Khoảng cách giá nhà thậm chí còn rõ ràng hơn ở một số bang. Mức lương ở Mỹ thường cao hơn rất nhiều đối với những ngành nghề mà đang có nhu cầu cao trong lĩnh vực như là công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe. Gánh nặng về thuế ít nặng nề hơn ở nhiều bang, không có thuế thu nhập tiểu bang ở Florida Tại bang Arizona, một điểm đến phổ biến của những người di cư miền Tây Canada, có mức thuế suất cố định là 2,5%. Những người Canada mà di chuyển đến Mỹ cũng phải nên cân nhắc những chi phí về chăm sóc sức khỏe lớn. Khoảng 54,5% dân số Hoa Kỳ có bảo hiểm y tế thông qua nơi làm việc của họ. Theo dữ liệu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, 18,8% người Mỹ khác dựa vào Medicaid theo thu nhập trong khi 18,7% phụ thuộc vào bảo hiểm Medicare liên quan đến tuổi tác. Khoảng 10% người Mỹ mua trực tiếp từ công ty bảo hiểm và phí bảo hiểm có thể khá cao. Lái một trong những chiếc xe này sẽ khiến bạn trả nhiều hơn 37% so với chi phí bảo hiểm trung bình. Cuộc khủng hoảng trộm cắp xe hơi ở Canada đang ảnh hưởng đến hàng triệu người Canada, ngay cả những người mà không bị đánh cắp xe hơi. Theo cục bảo hiểm Canada IBC, vào năm 2023, các công ty bảo hiểm đã phải gánh chịu số tiền yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỷ đô la để thay thế xe bị đánh cắp. Đánh dấu năm thứ hai liên tiếp, các yêu cầu bồi thường về hành vi trộm cắp xe hơi đã vượt mốc 1 tỷ đô la. Con số năm 2023 tăng 254% so với gần 440 triệu đô la được yêu cầu vào năm 2018. Để bù đắp tổn thất, các công ty bảo hiểm đang tăng giá phí bảo hiểm cho khách hàng đặc biệt là những người lái những chiếc xe mà thường bị đánh cắp nhất. Những chiếc xe nào sẽ bị tăng phí bảo hiểm nhiều nhất? Theo dữ liệu từ rates.ca, những người lái xe Honda Accord, CRV hoặc là Civic, xe Ford F-150, Toyota Highlander hoặc là RAV4 phải đối mặt với mức tăng 37% so với chi phí bảo hiểm toàn diện trung bình. Trộm cắp đang diễn ra ở đâu? Phần lớn các vụ trộm xa hơi xảy ra ở tỉnh bang Ontario, theo IBC, chỉ riêng năm 2022 thì tỉnh này đã chiếm gần 700 triệu đô la trong tổng số 1 tỷ đô la yêu cầu bồi thường về trộm cấp, tăng gần 300% so với năm 2018. Năm 2023, tỉnh bang Ontario trở thành tỉnh bang đầu tiên đạt mốc 1 tỷ đô la chi phí yêu cầu bồi thường về nạn trộm xa hơi. Giá nhà ở Canada được dự đoán là sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2026. Tập đoàn nhà ở và thế chấp Canada CMHC dự báo giá nhà ở Canada sẽ quay trở lại mức đỉnh như đầu năm 2022 vào năm tới và sẽ đạt mức cao mới kỷ lục vào năm 2026. Bất chấp có những phê duyệt cho xây dựng mới, nhưng việc xây dựng cho thuê vẫn phải đối mặt với sự chậm trễ do thách thức về lao động. Báo cáo mới nhất của CMHC nêu bật những lo ngại về khả năng mua nhà trong 3 năm tới do lãi suất thế chấp giảm và dân số thì tăng trưởng đáng kể. Doanh số bán nhà vốn đã giảm khoảng 1 phần 3 so với mức đỉnh điểm vào năm 2021. Đến cuối năm 2023, dự kiến sẽ phục hồi khi tình trạng bất ổn kinh tế giảm bớt. Những điểm chính từ báo cáo mới này bao gồm giá nhà đã giảm gần 15% so với mức đỉnh điểm nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại. Hoạt động bán hàng từ năm 2025-2026 sẽ vượt qua mức trung bình của thập kỷ qua một chút nhưng vẫn ở dưới mức kỷ lục của năm 2020-2021. Số lượng nhà mới xây dựng được dự đoán sẽ giảm trong năm nay nhưng sẽ phục hồi vào năm 2025-2026. Nhu cầu thuê nhà gia tăng có thể sẽ dẫn đến giá thuê tăng cao hơn và tỷ lệ nhà trống thì thấp hơn. Khó khăn về tài chính đang làm chậm quá trình khởi động các dự án cho thuê mới, nhưng lãi suất thấp hơn và các chính sách hỗ trợ dự kiến là sẽ hữu ích vào năm 2025-2026 có sự khác biệt theo khu vực. Tỉnh bang Ontario và tỉnh BC sẽ chứng kiến số lượng nhà mới xây dựng giảm, trong khi các tỉnh vùng Prairie và tỉnh bang Quebec thì dự kiến sẽ hoạt động tốt nhờ giá cả phải chăng và sức mạnh kinh tế. Khu vực Đại Tây Dương có thể sẽ thấy ít áp lực hơn đối với việc xây dựng nhà mới so với kể từ năm 2022 do tình trạng di cư mạnh mẽ bất thường, nhưng việc khởi công xây dựng sẽ điều chỉnh chặt chẽ hơn với mức tăng dân số yếu hơn báo cáo này cũng đề cập đến sự tin tưởng của bộ trưởng nhà ở tại tỉnh bc ông ravi kalon rằng tỉnh này sẽ vượt dự đoán của cmhc nhấn mạnh những thay đổi gần đây của chính phủ chưa được đưa vào báo cáo đối mặt với giá nhà đất tăng cao một nửa số người canada ở các thành phố lớn nhất đất nước đang cân nhắc chuyển đến những nơi mà có nhà ở giá cả phải chăng hơn theo một cuộc khảo sát mới của royal lepage 50% số người được hỏi ở các khu vực lớn hơn như là Toronto, Montreal và Vancouver cho biết họ sẽ cân nhắc mua bất động sản ở các thành phố rẻ hơn nếu họ có thể tìm được việc làm hoặc là làm việc từ xa. Trong số những người thuê nhà được khảo sát, 60% cho biết họ sẵn sàng chuyển chỗ ở, trong khi đó 45% chủ nhà được thăm dò cho biết họ sẽ cân nhắc phương án này. Sau đây là tỷ lệ người Canada cân nhắc chuyển đến một thành phố rẻ hơn. 51% người dân ở khu vực đại đô thị Toronto, 54% người dân ở khu vực Greater Montreal, 45% người dân ở khu vực Vancouver. Đối với người dân ở Montreal thì Quebec City là lựa chọn hàng đầu cho một cuộc di cư tiềm năng. Còn đối với những người ở Toronto và Vancouver, Edmonton là điểm đến mới hấp dẫn nhất. Những thành phố mà có giá cả phải chăng nhất ở bờ Đông, Halifax đã trở nên đắt đỏ hơn theo thời gian. Nhưng St. John của New Brunswick vẫn là nơi mà một số lượng đáng kể người dân từ miền trung Canada đã chuyển đến kể từ năm 2020, kể từ đỉnh điểm của đại dịch. Theo cuộc khảo sát, đây là những thành phố có giá cả phải chăng nhất ở Canada dựa trên phần trăm thu nhập hộ gia đình cần thiết để trả khoản thế chấp hàng tháng. Thứ nhất là Thunder Bay của Ontario. Tỷ lệ phần trăm thu nhập hộ gia đình cần thiết để trả khoản thế chấp hàng tháng là 22,2%. Thứ hai là St. John của New Brunswick 25,1%, thứ ba là Red Deer của Alberta 25,7%, thứ tư là trois River của Quebec 28,5%, thứ năm là Edmonton ở mức 28,9%, thứ sáu là Regina của Saskatchewan ở 29,1%, thứ bảy là St. John của Newfoundland ở mức 30,1%, thứ tám là Quebec City ở mức 30,8%, thứ 9 là Sherbrooke của Quebec chiếm 30,8% thứ 10 là Winnipeg ở mức 31,8%. Sự quan tâm của người dân Canada khi cân nhắc mua xe điện đang mất dần do các rào cản và mối lo ngại vẫn còn. Một nghiên cứu mới cho thấy ít người Canada đang quan tâm đến việc mua một chiếc xe hơi điện vì vẫn còn lo ngại về phạm vi lái xe hạn chế, giá cao và thiếu trạm sạc. Cuộc khảo sát của JD Power cho thấy 11% số người được hỏi cho biết họ rất có thể sẽ mua xe điện làm phương tiện tiếp theo của mình, giảm 3 điểm phần trăm so với năm ngoái. Giám đốc phụ trách xe hơi tại JD Power Canada cho biết, các nhà sản xuất xe hơi đang đầu tư số tiền lớn vào các cơ sở sản xuất xe điện và pin, nhưng xe điện vẫn đắt hơn là xe hơi chạy bằng xăng và cần phải cho nhiều người hiểu biết rõ hơn về xe điện để người tiêu dùng chuyển đổi xe. Dữ liệu của thống kê Canada về số lượng đăng ký phương tiện không phát thải trong quý 4 năm 2023 cho thấy, số lượng đăng ký đã giảm gần 5.000 người so với quý trước. Báo cáo cho biết mức độ quan tâm đến việc mua xe điện là cao nhất ở các tỉnh đưa ra ưu đãi, với 40% số người được hỏi ở tỉnh bang Quebec và 33% người mua tiềm năng ở tỉnh bang British Columbia cho biết họ có khả năng sẽ mua xe điện. Căng thẳng leo thang trong khuôn viên trường Đại học McGill, một lần nữa kêu gọi cảnh sát hành động. Hiệu trưởng Đại học McGill, ông Deep Sunny đang yêu cầu cảnh sát Montreal làm nhiều hơn để đối phó với căng thẳng gia tăng trong khuôn viên trường. Hiệu trưởng Sunny mô tả các sự việc mà trường đại học đã báo cáo với cảnh sát Montreal, nhưng cho biết kết quả là rất ít hành động được thực hiện. Theo hiệu trưởng của Đại học McGill, những người biểu tình đeo mặt nạ đã theo dõi và quấy rối các quản trị viên cấp cao tại nhà và văn phòng của họ. Kể từ khi khu cấm trại được dựng lên vào ngày 27 tháng 4, trường đại học đã gặp rất ít may mắn trong việc kêu gọi cảnh sát Montreal dỡ bỏ nó. Hai yêu cầu lệnh tạm thời đã được đệ trình để yêu cầu các nhà hoạt động sinh viên rời khỏi khuôn viên trường mặc kêu. Nhưng cả hai đều đã bị các thẩm phán tòa án thượng thẩm Quebec từ chối Trường Đại học đang chuẩn bị trở lại tòa vào mùa hè này để tranh luận về việc dỡ bỏ khu trại. Trong bức thư vào hôm thứ Tư, Hiệu trưởng Sunny cho biết trường Đại học sẽ áp dụng các quy trình kỷ luật nếu những người thực hiện hành vi này bị phát hiện là thành viên của cộng đồng trường McHugh. Một video về tài xế ở Toronto cuốn cùng bước ra khỏi xe bị xe tải đẩy. Camera của CP24 đã ghi lại khoảnh khắc một tài xế cuốn cuồng bước ra khỏi xe khi nó đang bị một chiếc xe tải kéo trên đường avenue vào chiều thứ tư vụ va chạm xảy ra ngay phía nam đường davenport trong video chiếc xe tải được nhìn thấy đang đẩy chiếc xe sang một bên khiến tài xế cuốn cuồng phải leo ra khỏi xe ở phía hành khách và chạy lên vỉa hè tại đây cô dường như giơ tay để cảnh báo tài xế xe tải chiếc xe tải nhanh chóng dừng lại và tài xế bước ra ngoài để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra Hai người lái xe sau đó được nhìn thấy đang nói chuyện. Hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra trước video và nguyên nhân gây ra vụ va chạm. CP24 đang ở trong khu vực để báo cáo trực tiếp về khả năng là có thêm làn đường dành cho xe đạp trên đường Avenue giữa Blue Street West và Davenport Road để cải thiện sự an toàn của người tham gia vào giao thông. Theo báo cáo của thành phố, 30.000 phương tiện đi qua khu vực đó mỗi ngày và đã có 977 vụ va chạm đã được báo cáo kể từ năm 2014. Một phi công tàu lượng thiệt mạng trong vụ tai nạn ở miền nam El Porda. Một phi công lái tàu lượng Glider, giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao đến từ thành phố Calgary, đã thiệt mạng trong lúc đang thi đấu tại một sự kiện vô địch quốc gia gần Diamond Valley. Cảnh sát RCMP cho biết vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 1 giờ 30 chiều thứ Tư Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ở phía nam Highway 7 giữa Diamond Valley và Okotok. Một người đàn ông 65 tuổi, người duy nhất điều khiển tàu lượng, đã chết tại hiện trường. Câu lạc bộ Kunim Gliding Club nằm ở phía đông bắc Diamond Valley đã xác nhận cái chết của một thành viên được kính trọng của tổ chức. Sự việc xảy ra trong giải vô địch bay lượng quốc gia Canada do câu lạc bộ tổ chức 28 máy bay đã được đăng ký tham gia cuộc thi với các phi công đến từ khắp Canada và hai chiếc đến từ Hoa Kỳ. Câu lạc bộ cho biết, ban an toàn giao thông đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Một em bé đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe ATV gần New Ross của Nova Scotia. Một bé gái sơ sinh đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một chiếc ATV đã bị lật ngay bên ngoài New Ross, Nova Scotia, cách Halifax khoảng 90 km về phía tây. Theo RCMP, Chiếc xe chở hai người lớn, một cậu bé và một trẻ sơ sinh khi vụ tai nạn xảy ra chỉ sau 7 giờ tối thứ hai. Các nhà điều tra hiện tin rằng rượu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Nữ tài xế 27 tuổi đến từ Forties của Nova Scotia và một nam hành khách 52 tuổi đến từ New Ross được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Cậu bé cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát không tiết lộ độ tuổi của những đứa trẻ liên quan. Cảnh sát cho biết bé gái sơ sinh đã được các nhân viên y tế chở đến bệnh viện và sau đó bé đã qua đời vì vết thương. Trộm cắp tràn lan khiến cho ngành bán lẻ Canada thiệt hại nặng nề. Hội đồng bán lẻ Canada đang muốn chấm dứt nạn trộm cắp tràn lan trong ngành bán lẻ. Khi tội phạm bán lẻ đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la trên khắp Canada kể từ trước đại dịch và hiện tại có thể còn cao hơn. Trộm cắp chiếm khoảng 1,8% tổng doanh thu bán lẻ trong nước trộm cắp từ các cửa hàng bán lẻ ở Canada đã diễn ra từ lâu theo nhiều cách khác nhau nhưng vấn đề hiện nay còn tồi tệ hơn bao giờ hết trộm cắp trong cửa hàng nói chung xảy ra khá thường xuyên và trộm cắp theo nhóm là một vấn đề ngày càng gia tăng theo đúng nghĩa đen họ đang chất đầy các giỏ hàng và túi đựng đầy hàng hóa tội phạm có tổ chức đang là mối lo ngại ngày càng gia tăng với các món đồ bị đánh cắp trước cả khi chúng được đưa đến cửa hàng Đôi khi có sự tham gia của nhân viên nội bộ và những vụ trộm này có thể bao gồm cả sản phẩm thực phẩm trị giá hàng ngàn đô la. Hội đồng bán lẻ Canada hiện đang soạn thảo một báo cáo về tội phạm bán lẻ, trong đó nêu bật số tiền mà các nhà bán lẻ hiện đang mất do trộm cấp. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ sẽ hợp trong tuần này để tìm giải pháp giảm thiểu nạn trộm cấp. Một nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất Canada khai trương ở Toronto Thủ tướng Justin Trudeau vừa tuyên bố khai trương nhà máy sản xuất vaccine lớn nhất Canada tại Toronto, một phần trong nỗ lực tăng cường sản xuất sinh học trong nước sau đại dịch COVID-19. Cơ sở mới của Sanofi sẽ đẩy mạnh sản xuất vaccine ho gà, bạch hầu và uống ván. Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật năng lực sản xuất trong nước còn thiếu của Canada, buộc phải phụ thuộc vào vaccine nhập khẩu. Sanofi đã nhận được 415 triệu đô la từ chính phủ Canada và 55 triệu đô la từ tỉnh bang Ontario để thành lập một nhà máy vaccine cúm và ứng phó với đại dịch, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027. Từ tháng 5 2020 đến tháng 4 năm 2022, Canada đã cam kết hơn 1,3 tỷ đô la để mở rộng năng lực sản xuất sinh học. Một người cao niên tỉnh bang Ontario đã bị sốc vì thuế lãi vốn 40.000 đô la sau khi tặng đất. Liz Diagen, một cư dân 93 tuổi ở tỉnh bang Ontario, có ý định giúp đỡ con gái và cháu trai bằng cách tặng cho họ hai lô đất trên tài sản của bà. Không biết về thuế lãi vốn Capital Gains, và bị sốc khi biết mình nợ cơ quan thuế vụ Canada CRA 40.000 đô la. Mặc dù tặng quà chứ không bán, nhưng Diagen đã được luật sư thông báo rằng bà phải nợ thuế lãi vốn vì các lô đất không phải là nơi ở chính của bà. Các lô được định giá ở mức 125.000 đô la và 145.000 đô la, tổng cộng là 270.000 đô la. Với những thay đổi sắp tới về tỷ lệ bao gồm lãi vốn phải khai thuế, tăng từ mức 50% lên 67%, đối với số tiền trên 250.000 đô la, gánh nặng thuế của Diegen có thể tăng lên. Những thay đổi này nhằm đánh thuế những người giàu nhất Canada đã gây bối rối và căng thẳng cho các gia đình đang cố gắng đưa ra quyết định trước thời hạn ngày 25 tháng 6. Luật sư bất động sản ông Mark Wieslader nhấn mạnh rằng cơ quan thuế vụ CIA yêu cầu đánh thuế đối với tài sản trao tặng dựa trên giá trị thị trường hợp lý, ảnh hưởng đến những người đang cố gắng giúp các thành viên trong gia đình mua nhà. Bà Daya Chen sống bằng tiền trợ cấp hưu trí bày tỏ sự bất công khi đánh thuế các gia đình mà đang giúp đỡ lẫn nhau, nhấn mạnh sự căng thẳng tài chính mà nó gây ra các gia đình gặp phải tình huống tương tự nên tham khảo ý kiến của kế toán viên hoặc là người lập kế hoạch bất động sản. Vạch trần phong trào anti-sunscreen nguy hiểm trên TikTok, một người đàn ông da trắng, rám nắng nói rằng anh ta có một thông điệp quan trọng từ thần mặt trời, tức là Sun God. Anh ta nói trong một video TikTok từ một trong những bãi biển của Florida, nếu bạn sử dụng kem chống nắng theo đúng nghĩa đen bạn đang ngăn cản bản thân tiếp xúc với khía cạnh quan trọng nhất của sức khỏe và đó là việc tiếp xúc với ánh nắng người đàn ông này có biệt danh là captain morgan và là một phần của phong trào chống kem chống nắng anti sunscreen cho rằng nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi những người ủng hộ ý tưởng này cho rằng các hóa chất trong kem chống nắng có thể gây ung thư và việc sử dụng sản phẩm này có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin d làm suy yếu hệ thống miễn dịch Bạch trần thông tin sai lệch về kem chống nắng. Theo tiến sĩ Harvey Lui, bác sĩ da liễu và giáo sư về da liễu và khoa học da tại Đại học British Columbia ở Vancouver cho biết không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy việc sử dụng kem chống nắng gây ra ung thư. Thay vào đó thì có rất nhiều thông tin sẵn có được tích lũy qua nhiều thập kỷ xác nhận rằng nguyên nhân số 1 gây ra ung thư da là tia cực tím do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cả do tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo. Tiến sĩ Linda Singh tại Oakville của Ontario đồng tình và nói thêm rằng kem chống nắng bán ở Canada đều được kiểm tra cẩn thận và an toàn. Nhóm được gọi là thần mặt trời và những người ủng hộ phong trào chống kem chống nắng khác cho rằng sử dụng kem chống nắng sẽ tước đi lợi ích của việc tiếp xúc với ánh nắng của con người. Nhưng bác sĩ Louis cho biết tia cực tím từ mặt trời có hại khi chạm vào da. Đây là những tia nắng có nhiều năng lượng nhất, bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường và thực sự không thể cảm nhận được, bác sĩ Louis nói, và vì năng lượng của những tia cực tím này rất mạnh nên chúng có thể đi vào da, làm hỏng các phân tử DNA của bạn. Khi các phân tử DNA bị hư hỏng, điều đó sẽ cho phép các tế bào bất thường phát triển trên da của bạn và có khả năng trở thành ung thư da. Việc sử dụng quá nhiều kem chống nắng có thể làm giảm lượng vitamin D nhưng nó sẽ không phải là vấn đề đối với hầu hết mọi người vì họ có thể dễ dàng hấp thụ vitamin D từ chế độ ăn uống thông qua thực phẩm, chẳng hạn như là cá giàu chất béo và rau xanh cũng như từ các chất bổ sung. Và các nghiên cứu khoa học cũng chưa chỉ ra rằng sử dụng kem chống nắng hàng ngày sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin D. Theo bác sĩ Sinh nói thêm, đối với những người lo ngại về hóa chất có trong kem chống nắng, Bác sĩ Louis cho biết hóa chất có ở khắp mọi nơi, kể cả nước và thực phẩm và không phải tất cả chúng đều xấu. Không bôi kem chống nắng có nguy hiểm hay không? Thay vì ủng hộ những tuyên bố rằng kem chống nắng là nguy hiểm, các bác sĩ lại nói ngược lại, việc bỏ qua kem chống nắng có thể gây hại. Bất kể bạn dự định ở bên ngoài bao lâu, tốt hơn hết là bạn nên bôi kem chống nắng và bác sĩ Louis ví việc đó giống như là thắt dây an toàn mặc dù được nhiều người cho rằng làn da rám nắng có vẻ khỏe mạnh là điều đáng mơ ước về mặt thể chất nhưng làn da rám nắng thực sự không phải là dấu hiệu của sức khỏe thay vào đó chúng cho thấy là da đang bị tổn thương theo bác sĩ louis nói hơn nữa tia cực tím có thể gây ra nếp nhăn sắc tố không đồng đều và chảy xệ da nó sẽ khiến cho làn da của bạn trông già đi sớm hơn cách để bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời để ngăn chặn những vấn đề này thì bác sĩ louis khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng, tìm bóng xăm và che chắn da bằng cách đội mũ rộng vành và mặc quần áo dài tay, bó sát hoặc là đặc biệt chống tiêu cực tím. Ngoài ra thì nên tránh ở ngoài trời khi ánh nắng gay gắt nhất để giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Bạn chọn kem chống nắng như thế nào? Các bác sĩ da liễu cho biết bất kỳ loại kem chống nắng nào, bất kể giá cả hay là loại công thức, đều tốt hơn là không dùng kem chống nắng Bác sĩ Louis khuyên là bạn nên chọn sản phẩm có phổ rộng, bao phủ các loại tia cực tím khác nhau, gọi là UVA và cả UVB. Hãy chọn sản phẩm có hệ số chống nắng, tức là SPF ít nhất là 30. SPF 30 có nghĩa là thời gian kéo dài hơn 30 lần trước khi da bị cháy so với nếu bạn không thoa kem chống nắng này. Hãy tìm logo của Hiệp hội Da liễu Canada vì họ đã xem xét sản phẩm và chứng thực sản phẩm đó. Bạn có thể chọn kem chống nắng có khoáng chất mineral base, loại có bộ lọc hữu cơ còn được gọi là kem chống nắng hóa học, hoặc sản phẩm có cả hai. Cách bôi kem chống nắng như thế nào? Bạn nên sử dụng ít nhất là một giọt lớn cỡ hạt đậu hoặc là một lượng đủ dày để có thể để lại một chút màng trên da và trải đều ra xung quanh thay vì chà sát lên mặt. Bạn có thể làm tương tự cho cổ, tai và các vùng khác trên cơ thể mà sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì kem chống nắng có thể trôi đi suốt cả ngày, bạn nên bôi lại sau mỗi 2 đến 3 giờ đồng hồ nếu bạn ở ngoài trời trong thời gian dài. Tốt nhất là bạn nên thoa kem chống nắng sau cùng nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm chăm sóc da như là serum, kem dưỡng ẩm và trang điểm. Một người môi giới thế chấp ở tỉnh BC điều hành kế hoạch lừa đảo trị giá 270 triệu đô la sau đó đã trốn khỏi Canada. Một công ty được ủy thác về khai phá sản công ty đó là PricewaterhouseCoopers PwC đã kết luận rằng Ông Greg Mattel và công ty của ông là My Mortgage Auction Corp MMAC đã điều hành một kế hoạch lừa đảo trị giá 270 triệu đô la và đã phạm nhiều tội danh. Hơn 930 chủ nợ đã đòi khoản nợ hơn 317 triệu đô mà Mattel và MMAC nợ họ. Ông Mattel, người đã trốn khỏi Canada và cư trú tại Thái Lan trước khi chuyển đến Dubai, đã không hợp tác với người được ủy thác và không hoàn thành nghĩa vụ khai phá sản của mình. Công ty PwC đã xác định các hành vi vi phạm theo đạo luật phá sản và mất khả năng thanh toán, bao gồm gian lận xử lý tài sản và giành được tín dụng thông qua việc trình bày sai sự thật ông Mattel và công ty MMAc của ông chi tiêu hoang phí cho việc đi lại xe cộ và các mặt hàng xa xỉ cơ quan dịch vụ tài chính tỉnh bang bc đã đình chỉ giấy phép môi giới thế chấp tức là mortgage broker license của ông Mattel và đang được ủy ban chứng khoán tỉnh bc và sở cảnh sát victoria điều tra PwC không dự đoán rằng các nhà đầu tư sẽ có thể thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào từ tài sản phá sản của Mattel hoặc là MMAC. Những bãi biển của Toronto được trao giải thưởng Blue Flag danh giá. Gần 10 bãi biển ở Toronto đã nhận được danh hiệu Blue Flag danh giá trong năm nay. Trong số 16 bãi biển và 9 bến du thuyền trong cả nước đã giành được giải thưởng, 8 bãi biển và một bến du thuyền đều có trong thành phố bao gồm bãi biển kubamee Highlands Point và bãi biển Central Island blue flag là giải thưởng quốc tế được trao cho các bãi biển và bến du thuyền đáp ứng các tiêu chuẩn cao về môi trường an toàn và sạch sẽ blue flag canada cho biết có một số tiêu chí mà một bãi biển phải đáp ứng để nhận được danh hiệu này bao gồm chất lượng nước lối vào bãi biển nhân viên cứu hộ và lượng rác thải blue flag thường xuyên kiểm tra chất lượng nước của các bãi biển nghĩa là chứng nhận có thể thay đổi nhiều người dự kiến sẽ đến vùng biển trong những ngày tới khi tất cả các bãi biển của thành phố sẽ mở cửa vào cuối tuần này. Sau đây là danh sách đầy đủ các bãi biển và bến du thuyền ở Toronto mà đã nhận được danh hiệu Blue Flag. Bluffers Beach, Kubami Beach, Center Island Beach, Cherry Beach, Hanlon's Point, Gibraltar Beach, Royal Canadian Yacht Club, Wards Island Beach và Woodby Beach. một quán cà phê Toronto tặng đồ uống miễn phí trong tuần này. Bạn sẽ có thể nhận được một đồ uống miễn phí tại một quán cà phê ở Toronto trong tuần này. Để kỷ niệm 15 năm thành lập, Pilot Coffee Roasters sẽ tặng đồ uống miễn phí tại tất cả các địa điểm của họ trong tuần này để gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người hâm mộ. Chính thức khai trương vào ngày 5 tháng 5 2009, quán cà phê do Andy và Jesse Wilkins thành lập đã mở rộng đến 9 địa điểm trong thành phố giúp họ có một vị trí trong danh sách các công ty phát triển nhanh nhất Canada năm 2019. Sau khi dành cả tháng 5 để kỷ niệm 15 năm sản xuất một số loại cà phê ngon nhất ở Toronto với các sự kiện cộng đồng, thì vào ngày 31 tháng 5 ngày mai, quán cà phê này sẽ tặng cho khách hàng một ly cà phê nhỏ giọt nóng 8 oz hoặc là cà phê cold brew 12 oz miễn phí tại bất kỳ địa điểm nào của Pilot trong thành phố. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ 9 địa điểm ở Toronto của Pilot cộng với 2 địa điểm bên ngoài thành phố thông qua trang web của họ tại pilotcoffeeroasters.com Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, hiện đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7299 đô la Mỹ và bằng 0,6746 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.574 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ tương đương 25.439 đồng Việt Nam. Giá vàng đang ở mức 2.341,07 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.206 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần tin thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về canada và thế giới kính chúc quý vị một ngày bình an và xin chào tạm biệt